One of my new friends, có một em bé tên là Surya, hai ngày xin tôi đến thăm nhà. Gia đình em ở sát biển, làm nghề biển, nuôi mấy con heo và có một vườn rau nhỏ. Fishing, raising a few animals, a small garden. I spent that afternoon chiều hôm ấy, with Surya, tôi nói chuyện với mấy em nhỏ trong nhà. Các em cho tôi thấy thoáng qua đời sống dân làng trại. Chị của Surya cho biết, người Công giáo và người Ấn giáo tại đây sống rất hòa hợp với nhau, nhưng cuộc sống rất vất vả. Hầu hết dân chúng không phải là chủ miếng đất mình sống và có thể phải rời đi bất cứ lúc nào. They could be forced to move anytime. Sickness was the biggest fear. Họ sợ nhất là bệnh tật. There was no doctor nearby. Không có bác sĩ và thường là người bệnh sẽ chết trước khi gặp bác sĩ. Hiện nay cha của Surya đang bị bệnh nặng. Employment for the villagers không có hàng xưởng gì cả. Tất cả chỉ sống nhờ vào ruộng vườn, sông biển hoặc buôn bán làm ăn. Tried to set up small home-based businesses. But the people's biggest concern was đây, for the children, họ lo nhất là like con Surya em của họ. And his sisters, người nghèo thì không có gì để tự vệ, nên số phận con cái họ luôn bị đe dọa. And the children were đã at có risk. Những trẻ em bị bắt cóc, bán cho some các children nhà máy, have been kidnapped bị cưỡng ép làm gái, factories, thậm chí traded các for em sex, được người ta giải phẫu một bộ phận trong cơ thể để đem bán. I remember reading tôi nhớ Thánh Francisco đã viết thư kể chuyện người Brava bị các bộ lạc trên núi tấn công, nhưng các viên chức Bồ Đào Nha không chịu bênh vực cho họ. Ngài không thể hiểu nổi thái độ thờ ơ này. Suốt 3 năm, Ngài xoay sở đủ cách để giúp dân chúng, và cuối cùng, Ngài thất vọng, chán nản. Tôi chán sống đến nỗi thà chết còn hơn, vì cứ phải chứng kiến những cảnh người ta làm càn ngay trước mặt mình mà không có quyền gì để chấn chỉnh. Xavier was beginning to part Thánh Francisco Xavier từ đó không đi lại với người Bồ Đào Nha nữa và tự đồng hóa với người Ấn Độ. Người nghèo đã chiếm được trái tim của Ngài. If I could hold you in my arms, I'd call soft breeze to caress your weary heart. I'd call a moonbeam to dispel this darkest night. If I could touch you, I would. In my heart, I will be.
did some exploring on my own the next day. The faces of the villagers were still in my mind and would stay with me for a long time. Jesus said, "Blessed are the poor." Blessed means happy. Nghĩa là ai được chúc phúc would thì hạnh phúc. Would I be happy if I were in their shoes? Thế liệu tôi có vui được không nếu tôi ở vào hoàn cảnh của họ? I wondered what the God of the Hindus không had to say about poverty and suffering. Nói gì với họ về nghèo đói và đau khổ. Have a thousand names for God. Người Ấn giáo gọi thần của họ Krishna, bằng cả ngàn danh hiệu. Are they anything như like the Shiva, God we Krishna, Christians vân vân. Believe in? Không biết vị thần của Ấn giáo có giống Thiên Chúa của well, người Kitô giáo if Hindus không? Can help people cope with life's sufferings. I say người Ấn giáo có thể side. Giúp dân chúng bớt những whatever đau khổ trên đời là họ thuộc về Thiên Chúa rồi, bất kể họ gọi Chúa bằng danh hiệu nào. Xavier chắc là Thánh Francisco không đồng ý về việc right tôi now. Đang làm. Hẳn là Ngài nói đó là tội thờ tà thần. He encouraged the destruction theo như Ngài Hindu viết statues, thì Ngài muốn đưa những đạo trưởng Ấn giáo theo Hindu Công giáo. He wrote letters about this. Went to their temple, tôi đến đền miếu của họ them, và trước mặt I họ tôi đọc thật lớn kinh Thiên Kính và kinh Người Đều Răn bằng tiếng của họ. Sau mỗi điều răn tôi dừng lại đôi chút rồi tôi giảng về thiên đàng và hóa ngục. Then I delivered an exhortation about heaven and hell. The sermon, sau bài giảng, những thầy Bà La Môn nồng nhiệt ôm tôi và nói Thiên Chúa của người Công giáo là Thiên Chúa thật vì các mệnh lệnh của Ngài phù hợp với lương tri. Conform to all right reason. Of course, nhưng the chúng ta biết những thầy Bà La Môn nồng nhiệt ôm tôi và nói người Công giáo là Thiên Chúa vì thực sự. Thầy nồng nhiệt và nói về công việc vì ta biết thầy nồng nhiệt và nói về công việc vì thầy nồng nhiệt và nói về công thiên vì ta biết thầy nồng nhiệt và nói về công về thiên vì ta biết thầy nồng nhiệt và nói về công thiên vì ta biết thầy nồng nhiệt và nói về công thiên vì ta biết thầy nồng nhiệt và nói về công thiên vì thầy nồng nhiệt và nói về công thiên vì ta biết thầy nồng nhiệt và nói về công thiên vì
thầy đồng nhiệt và nói về công tiến vì ta biết thầy đồng nhiệt và nói về công tiến vì thầy đồng nhiệt và nói về công tiến vì ta biết thầy đồng nhiệt và nói về công tiến vì thầy đồng nhiệt và nói về công tiến vì ta biết thầy đồng nhiệt và nói về công tiến thầy đồng nhiệt và nói về công tiến vì course.